giả vờ như tôi vẽ xấu và sau đó vẽ lại cực đẹp để thử lòng những người trong server. À mà trước khi vô video thì các bạn đừng quên lại cho mình một like ở video này ha. Cảm ơn các bạn. Và nhớ like nha các bạn ơi. Spray Ben, mình lại quay trở lại với cái trò chơi này. Tại vì sao mình lại chọn trò chơi này mà không phải là những trò chơi khác? Tại vì tựa game này nó có chấm điểm và các bạn sẽ biết và các bạn được team gì hay không. Thì nhân tiện ở đây các bạn thấy cái bạn đang ghi cái chữ Honey Pie này không? Thì bạn này là một trong những bạn có lượt like nhiều nhất mà mình từng xem trong tựa game này. Đó chính là 330 like. Mình thì mình chọn cái server này tại vì có bạn đấy để rút kinh nghiệm khác lại các bạn. Chứ nó mà mình vẽ đẹp mà chẳng có ai xem thì nó kỳ lắm. Và hiện tại ở đây mình cũng xin nói luôn là mình đã có thể sử dụng được cái tablet và biết cách sử dụng nó trong tựa game này rồi ha các bạn. Thế nên là mình có thể cút ra rất là nhiều những tấm ảnh mà mình muốn kiểu nó đẹp ấy các bạn. Mình sẽ vẽ 7 ở đây để chiếm một slot nha các bạn. Vẽ càng xấu càng tốt và mình sẽ vẽ càng rộng càng được các bạn, tại vì càng to mới nên người dễ thấy hơn đúng không. Và mình sẽ vẽ nhưng mà nó tệ cực luôn, tại vì mỗi khi có một người nào đó chạy đến bạn và xem chỉ chù vô ác của bạn, nó sẽ thấy các bạn ha. Mình vẽ nhiều để tăng cái tầm mấy thanh niên đó đụng vô cái ác của mình thôi, và mấy thanh niên đó sẽ biết đây là ác của mình. Ôi thằng này vẽ xấu thế, thôi bỏ qua nó, sau đó thì mình sẽ vẽ đẹp lại ha, để xem phản ứng của những thanh niên đó xem như nào. Đây chính là bước vẽ của tôi nha My Art, anh em nhớ kỹ nha. Mình sẽ đi tùm lum để cho mấy thanh niên này xem và nó nhớ kỹ là đây chính là của mình, để nó lưu chung ký ức luôn các bạn. Cái server này có những bạn xịn mà, nên chúng ta ngại gì mà không làm như vậy. A few minutes later. Ok. Sau khi mình đi dạo quanh tùm lum xong thì mình cũng đã tụ được một số thanh niên lại đây rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chơi thật sự nha. Chúng ta sẽ vẽ vịt hóa thiên nga trong cái bức tranh của mình. À, nói đơn giản vậy thôi các bạn, chứ thực ra là vẽ thì chúng ta mới biết là nó khó đến mức nào. Ở đây thì mình sẽ chọn một nhân vật mà chắc bạn nào cũng biết. Các bạn cùng xem và các bạn đoán được ai thì các bạn có thể comment bên dưới nha. Wow, nãy mình vẽ xấu chẳng có thằng nào bu lại. Bây giờ mình thực sự vẽ đẹp cái 3-4 thanh niên lại xem luôn các bạn. Đấy, thật sự là con game này nếu như bạn vẽ đẹp thì người ta sẽ xem bạn rất là nhiều hơn. Còn bạn vẽ xấu thì chắc chắn là bỏ qua. Mà nãy giờ các bạn cũng biết nhân vật này là nhân vật nào đúng không? Đó chính là Itadori Yuji. Và mình sẽ thử một video vẽ về anime nha các bạn. Wow, các bạn thấy không? Thật sự là nếu như bạn vẽ đẹp và các bạn thực sự là vẽ đẹp ấy, thì trong server sẽ có cực kỳ nhiều thằng nó sẽ phá các bạn. Chẳng hạn như bạn này, hồi nãy mình vẽ xấu thằng nào phá đâu các bạn, nó cũng chẳng giành slot của mình. Mới vẽ đẹp một xíu thôi nó đã bắt đầu dễ chứng rồi các bạn. Thôi kệ các bạn, nó cũng chưa ảnh hưởng gì lắm nên là mình sẽ vẽ tiếp thôi. Lần này thì mình sẽ vẽ anime giống như mình nói hồi nãy, cho nó khác biệt, chứ mình vẽ hoài avatar thì nó cũng hơi chán ha. Wow, mình đã stress xong cái này rồi các bạn. Rất là đẹp ha. Mình còn lưu lại cái V1 này để có gì mình sẽ giả bộ là mình vẫn còn vẽ xấu cho những thanh niên ghét mới vô server ha. Wow, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Wow, stress rất là đẹp luôn ha các bạn. Chúng ta đã vẽ được những bước đầu tiên mà mình thấy cực kỳ ưng ý luôn. Bây giờ thì mình sẽ tô màu lại ha các bạn. Mình sẽ tô màu theo kiểu manga thôi, tức là trắng đen á các bạn, cho nó đặc biệt ha. Các bạn thấy đấy, chưa gì mà lại thêm một thanh niên lại phá tranh của mình nữa. Hồi nãy mình có nói với bạn là mình phải giành được cái chỗ to để mấy thanh niên nó dễ thấy đúng không? Đúng thiệt là nó dễ thấy, nhưng mà toàn những thanh niên nó ganh tị với mình các bạn. Nó kiểu nó gato ấy, hoặc là nó thích phá đám ấy. Trời ơi các bạn, nhìn nó sờ sơn màu đỏ như này, hỏng bét bức tranh mình luôn rồi các bạn. Trời ơi, nó còn xịt thêm một cái xanh lá nữa chứ. Anh bạn à, anh gato cũng từ từ thôi chứ. Bây giờ mình sẽ tắt đi nha các bạn. Mình sẽ bật nó lại. Ok, đấy, cho nó thấy là mình là người, là cái thằng mà dễ xấu đấy. Để ý đi. Cuối cùng là nó cũng mau luôn rồi các bạn. Lại có một thằng phá nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Mình sẽ bật cái bức tranh xấu của mình lên nè. Các bạn biết tại sao? Tại vì như mình nói ở trên thì chỉ có những bức tranh đẹp nó mới phá. Bây giờ mình dễ xấu thì sao? Để coi nó có xóa không? Đấy, các bạn thấy không? Nó xóa nha các bạn. Các bạn thấy không? Nếu như các bạn dễ đẹp thì nó phá. Ok, còn nếu như bạn dễ đúp thì chẳng sao. Đấy, xóa đúng không? Xóa này bật lại cho nó xem các bạn. Wow, chưa gì mà chúng ta đã thấy được những thanh niên trong server này rất là kỳ ha. Coi, wow, có một bạn khen tranh mình dễ đẹp các bạn. Cảm ơn bạn nha, hình như bạn này cũng team cho mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tô cho xong phần còn lại luôn. Ok, xong.
Cơ bản thì mình đã tô được cái màu nền nó khá là đẹp rồi các bạn. Lần này nó thì mình sẽ thêm một vài cái chi tiết kiểu thêm cho nó đổi bật hơn đấy các bạn. Giống như là mấy cái vết dơ này, rồi xong cái những vết khác nữa để cho nó nổi bật lên. Yeah, làm nổi bật ảnh lên thôi các bạn ơi. Chứ ngoài ra nếu mà để vậy thì mình thấy cũng rất là đẹp rồi. Wow, thực sự rất đẹp ha. Ok, xong. Perfect. Rất là đẹp luôn. Wow. Wow. Có một thanh niên nón xanh nó đang làm gì các bạn? Rồi, tới công chuyện rồi các bạn ơi. Lại thêm một thanh niên phá nữa. Các bạn thấy không? Mình nói đi cũng phải nói lại là các bạn vẽ đẹp thì mấy thanh niên đó phá nó ganh tị. Còn nếu như bạn vẽ xấu giống như hồi nãy mình thử các bạn, mình tắt cái đẹp đi, mình bật cái xấu lên là nó bỏ qua cho mình liền. Giả vờ vẽ xấu không bị khinh thường, mà vẽ đẹp là bị khinh thường các bạn. Kỳ cục vậy đây. Đâu đây coi nó phá đến mức nào các bạn. Nó xịt full màu hồng cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ tắt nè. Đó, bật bức tranh xấu lên để coi nó làm gì. Để coi nó có xóa không các bạn. Đây mình thử cho các bạn xem luôn. Nãy mình thử một thanh niên rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử thanh niên này mình vẽ xấu nè. Còn nó có xóa không nha các bạn. Mình chắc chắn là nó sẽ xóa rồi các bạn. Tại vì bọn này nó kiểu như là nó thể hiện ra ngoài mặt luôn ấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Sau một hồi thanh niên nó xóa luôn, nó chưa ao server nha các bạn. Bây giờ bật lại cho nó chơi nè, coi tiếp nữa nó có phá không nha các bạn. Ok, đấy. Giờ bạn sao? Các bạn cứ đợi đi. Chắc chắn là nó đẹp nên nó sẽ quay lại nó phá à. Ấy, các bạn thấy không? À, hay. Các bạn nhìn nghe. Wow. Đấy. Trời ơi. Thật sự là mình không còn gì để nói luôn các bạn ơi. Cái thằng này nè, mình không biết gì để nói nữa rồi. Nó phá banh dành của mình. Nãy mình bật cái này. Chắc chắn là mình thử lại lần khác nó sẽ rút kinh nghiệm của bạn trò các bạn nhìn. Không còn gì để nói luôn. Bê bét luôn các bạn. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ vote kick cho bạn này nha. Mình sẽ lập chuyên mục đó chính là gửi thanh niên này lên mod và mod sẽ vào server của chúng ta. Và chúng ta sẽ tạm biệt bạn này ha. Các bạn nhìn nè. Cái này là cái bãi gì đây? Rồi nó còn xịt thêm cái màu hồng vô nữa nè các bạn. Nói chung mà tranh của mình không còn cái gì luôn. Rồi, vote kick. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi các bạn. Cày thanh niên nãy giờ rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho nó cày theo. Mặc dù cái này mình hơi chỉ trâu nhưng mà thực sự là các bạn cũng hiểu cảm giác là tranh của các bạn bị người khác phá là như nào đúng không? Nên là da, yeah, tạm biệt bạn. Wow, sạch sẽ luôn các bạn ơi. Bật lên. Bây giờ thì thoải mái mà bật rồi, chẳng có thanh niên nào phá các bạn ấy. Rất là đẹp luôn. Ôi. Ủa, ai tố này? Hình như là mình bạn, để mình chỉnh lại cái mũi cái. Ok, xong. Trời ơi, quá trời thanh niên bu lại luôn kìa các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thanh niên luôn. 7 thanh niên luôn các bạn. Ấy, phải như vậy chứ. Sau lần đầu thử mấy thanh niên kia thì rất là thành công luôn các bạn. Chúng ta thấy được mặt trái của những thanh niên. Nó ghét tranh vẽ của những người giỏi ha. Thì bây giờ mình sẽ qua server khác để tránh gặp những thanh niên phá. Và đây chính là bức tranh mình sẽ vẽ để show ra cái trình độ vẽ xấu của mình. Một thanh niên rất là buồn trong đầu Stickman ha. Wow, có bạn vẽ con mắt rất là đẹp luôn ha các bạn. Có một bạn trong server 101 like luôn. Hình như là cái bạn tông màu trắng ấy các bạn. Wow, đẹp thực sự nha. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ đợi ở đây cho mấy thanh niên kia ngắm bức tranh xấu của mình nha. Let's go. A few minutes later. Ok. Sau khoảng chắc cũng được 10 phút cho mấy thanh niên nó ngắm. Và mình còn đi rêu rao khắp nơi nè. Tranh tôi đẹp không thì bây giờ chính là lúc mà mình vẽ thực sự để đẹp thôi các bạn. Nhưng mà thực sự là chưa vẽ gì mà có mấy thanh niên đó đi phá rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tô có một cái nền trắng để mình sẽ làm nổi bật hơn bức tranh của mình nha. Bức tranh này thì mình lấy cảm hứng từ cái bạn vẽ con mắt ấy. Mình sẽ vẽ theo cái trường phái kinh dị một tí. Ở đây là mình cũng một chút gọi là thử lòng, nhưng mà một chút cũng là để mình đi trêu những cái thanh niên hay phá thôi các bạn. Tức là nãy giờ mình cay tụi nó lắm rồi. Bây giờ nếu mà tụi này nó xuất hiện lên á, các bạn thấy tranh của mình không? Rất là ghê luôn đúng không? Thì đấy, mình sẽ bật xấu. Nếu mà nó phá của mình là mình sẽ bật cái này lên hù tụi nó thôi. Hoặc là hù người thường cũng được các bạn, hù chơi chơi thôi. Đấy, mình sẽ bật cái tranh này cho mấy thanh niên kia ngắm thôi. Để cho nó biết là cái chỗ này là có một thằng vẽ rất là xấu. Rồi, tới một chuyện rồi, bật lên. Này thì các bạn thấy thanh niên kia đến như ý đồ. Nó phá tranh của mình đó các bạn. Rồi xong. anh bạn đứng yên hả? Sao vậy? Sao có vẻ nữa đi? Chạy ơi. Chạy. Tạm biệt. Các bạn thấy không?
Trời ơi, mấy thanh niên này phải trừng trị theo kiểu này. Ơi, có một thanh niên lại nữa, nhưng mà bạn này không phá thôi. Nói chung cho bạn này bất ngờ đấy các bạn. Nãy giờ cứ câu thanh niên nào thấy mình dễ xấu cho nó bu lại cái hù đó các bạn. Đây, bạn này cũng chạy luôn các bạn. Nhưng mà thực sự rất là ghê. Các bạn thấy tranh kinh dị này thế nào? Mình thấy Itadori thì chắc các bạn cũng thấy bình thường, tại nó cũng giống anime các bạn xem thôi. Còn cái này thì mình tự sáng tạo. Nhưng mà mình thấy nó ghê, không biết là có bị gì không các bạn. Nên là nếu như bạn thấy thích tranh nào của mình thì các bạn có thể comment dưới nha. Ok, thì cái buổi thử lòng này của chúng ta coi như là tạm kết thúc tại đây. Các bạn thấy lòng dạ đen tối của những thanh niên trong server vẽ chưa? Và thật sự là những thanh niên này gây rất là ức chế luôn. Và video của mình đến đây thôi. Nếu bạn thấy thích thì đừng quên lại tìm một like và đăng ký ha. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.